Các bạn đã khi nào thấy nhiều chuột như thế này chưa? Đây là một ngôi làng hẻo lánh tại Hàn Quốc. Mọi người đang phải đối đầu với một đại dịch chuột khủng khiếp. Chúng có thể ăn hết một con mèo chỉ trong nháy mắt, trẻ con mà không được để ý thì cũng là mồi ngon cho chúng. Vậy dân làng sẽ phải đối mặt với đại dịch này ra sao? Cùng theo dõi bộ phim để khám phá nhé! Câu chuyện bắt đầu bằng một cuộc chiến tranh kéo dài. Để tránh chiến tranh, dân làng Đông Magon di chuyển vào sâu trong núi. Cuộc sống vẫn đơn sơ bình dị. Ngày ba bữa cơm manh áo, mọi người sống yên bình và chan hòa, cảm giác như ở cõi bồng lai. Biệt lập vội thế giới giản dị chất pháp tiếp đón khách từ bên ngoài đến. Không ngờ thực sự có hai cha con đi ngang qua đây. Nhưng điều kỳ lạ là dân làng cũng không mấy nhiệt tình, đều nhìn hai cha con với vẻ mặt khiếp sợ lo lắng. Hai cha con Vu Di Ông vội vàng bày tỏ mình không có ác ý. Trưởng thôn đón hai cha con Vu Di Ông về nhà, vừa dọn mâm cơm tiếp đãi. Vừa hỏi han tình hình của họ, Vu Di Ông giới thiệu mình là người thổi sáo, đồng thời có một cửa hàng bán thuốc diệt chuột và rán để kiếm cơm. Con trai quanh năm bị bệnh lao phổi, anh nghe nói ở Seoul có bệnh viện của Mỹ chữa được căn bệnh này, nên đưa con đến đó. Hai cha con đã đi được hơn một tháng, nói rồi anh đưa một mảnh giấy bản đồ cho trưởng thôn xem. Vì đi đường dài mệt mỏi, Vu Di Ông dự định ở lại thôn làng hai đêm, nghỉ ngơi xong lại lên đường. Anh lo lắng trưởng thôn không đồng ý, nhanh chóng đưa ra một gói thuốc là Mỹ. Nghe nói Vu Di Ông chỉ là đi ngang qua, trưởng thôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở lại hai đêm cũng không thành vấn đề. Để giao lưu tốt hơn với dân làng, Vu Di Ông đã lấy ra một cây sáo, vừa đi khập khiễng vừa thổi cho mọi người nghe. Nhưng dân làng vẫn một mực chống cự, tất cả đều né tránh anh. Đúng lúc này Mi Súc đang nấu ăn đã đập vỡ ra một quả trứng gà đẫm máu. Những người dân làng xung quanh thấy thế càng hoảng sợ hơn, như thể có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Cũng may trưởng thôn kịp thời ngăn mọi người lại, hô to rằng cuối cùng cô cũng có năng lực siêu nhiên rồi sao, nhất định cô sẽ dẫn dắt mọi người đánh bại cái ác. Khi dân làng nghe thấy điều này, tất cả đều nhìn Mi Súc với vẻ mặt mong đợi. Mi Súc chỉ biết ngẩn người gật đầu và lắc đầu khi nhìn Vu Di Ông, nhưng mà anh chỉ ở lại hai ngày thì có việc gì được chứ. Đêm đó trưởng thôn gọi Vu Di Ông ra ngoài và hỏi anh về tình hình cuộc sống ngoài đó, chiến tranh đã kết thúc chưa? Vu Di Ông nói rằng chiến tranh đã kết thúc từ lâu, người chiến thắng mới đã xuất hiện, chúng ta đã có thể sống trong hòa bình. Nào ngờ khi nghe xong, vẻ mặt trưởng thôn biến sắc, lập tức cảnh cáo anh không được nói cho dân biết tin này. Về phần nguyên nhân ông cũng không giải thích rõ, nhưng tránh voi trả xấu mặt nào, Vu Di Ông không muốn tham gia vào. Sau đó trưởng thôn dẫn anh tới trước mặt mọi người giới thiệu sơ qua về mình. Quả nhiên khi biết được Vu Di Ông từ nơi xa tới, có người dân không khỏi tò mò, dò hỏi anh về chiến tranh ngoài đó thế nào rồi. Vu Di Ông đành phải làm theo lời trưởng thôn dặn, nói rằng chiến tranh đang diễn ra rất hỗn loạn, một số người đã chết, tôi bị què cũng vì chiến tranh gây ra đấy. Nghe anh nói vậy, dân làng ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Sau đó có người than phiền rằng nạn chuột hoành hành, nên lũ mèo trong thôn làng đã trở nên vô dụng từ lâu. Chúng bị bầy chuột truy đuổi và cắn xé, những con không chạy thoát được sẽ bị ăn thịt. Với số lượng ngày càng nhiều, bầy chuột gần đây đã nhắm đến con người, người già và trẻ nhỏ là mục tiêu. Mọi sự đề phòng cũng có lúc sơ suất, luôn có trẻ con bị chúng cắn bị thương, dân làng đã không biết phải làm thế nào. Vốn dĩ Nam Su con trai trưởng thôn phụ trách xử lý bầy chuột phá hoại, nhưng nào ngờ anh càng ra tay chúng càng tăng nhiều, mọi người đều thở dài bất lực. Lúc này, Dong Nam ở bên cạnh đột nhiên nói rằng bố cháu có thể làm được, bố cháu bán thuốc diệt chuột và rán. Vu Di Ông vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này. Dân làng cũng hơi nghi ngờ về khả năng của anh. Chuột trong thôn làng họ không phải là chuột bình thường, là chúa tể của loài chuột, có ai có thể diệt được chúng sao? Vu Di Ông không vui khi nghe điều này, anh lấy cây sáo của mình ra và thổi nó trong tích tắc. Đột nhiên động vật xung quanh đều giật mình, bầy rơi lũ chuột đồng loạt di chuyển toán loạn, ngay cả mặt trăng cũng lùi ra xa vài bước. Hóa ra cây sáo của Vu Di Ông không phải là sáo bình thường mà là sáo thần của tổ tiên. Các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến nghe thấy đều rất sợ hãi. Dân làng cảm thấy rất thần kỳ, trưởng thôn dứt khoát hứa rằng nếu Vu Di Ông giải quyết được lũ chuột thì sẽ thưởng cho anh một con bò. Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, thời đại bấy giờ giá bò cao ngất trời, nhưng nghĩ lại có thể thoát khỏi nạn chuột phá hoại thì đành chấp nhận. Khi nói đến việc dọn dẹp lũ chuột, Vu Di Ông là một chuyên gia, nhưng anh không vội vàng ra tay mà vắt óc suy nghĩ trong hai ngày. Cuối cùng nghĩ ra phương án một lần là dứt điểm có thể quét sạch lũ chuột. Nhưng điều này cũng đòi hỏi một kỹ năng khác, đó là điều chế bột thuốc. Vu Di Ông giới thiệu với dân làng rằng loại bột trắng này có mùi khó chịu, loài chuột chỉ cần ngửi thấy sẽ bỏ chạy, nhưng con người hít mùi này cũng sẽ cảm thấy buồn ngủ. Còn loại bột màu vàng có mùi rất hăng nhưng lại được loài chuột rất ưa. Kế hoạch của họ sẽ như thế này. Chọn một ngày nắng đẹp có gió đốt bột trắng lên, khói bao trùm cả thôn làng, dân làng bịt mũi miệng lại bằng vải trắng để tránh buồn ngủ. Sau đó rắc bột màu vàng lên tất cả các con đường mòn, nối các con đường mòn trong rừng dẫn vào trong cống. Và cái cống này đã bị Vu Di Ông và con trai chặn lại lối ra, không chừa một kẽ hở nào. Đến lúc đó chắc chắn lũ chuột ở bên trong sẽ ăn thịt và tàn sát lẫn nhau cho đến khi chết sạch. Khi thời điểm thích hợp, Vu Di Ông thổi sáo,
Dưới tác dụng của bột trắng, vô số con chuột chui ra khỏi hang. Mặc dù biết những năm gần đây trong thôn làng có rất nhiều chuột, nhưng mọi người không ngờ rằng nó lại nhiều đến như vậy. Chúng dày đặc đến mức ngay cả Guji ông cũng phải thấy sửng sốt. May mà bột màu vàng đã phát huy tác dụng, hàng nghìn con chuột lần lượt theo đường rắc bột thuốc chui vào trong cống không có kẽ hở. Cống này được đổ xi măng trong công xưởng quân sự thời Nhật Bản chiếm đóng, không có chút lỗ hở nào. Guji ông dùng hết sức chặn một tảng đá lớn ở lối vào của cống, lối thoát của lũ chuột đã bị chặn hoàn toàn. Như vậy nạn chuột hoành hành ở thôn làng Đông Margon trong những năm qua cuối cùng đã được giải quyết. Hai cha con Guji ông cũng trở thành anh hùng trong làng. Và giờ đã đến lúc họ phải rời đi. Vào đêm trước khi rời đi, Guji ông đã tìm đến Misuk. Anh đã yêu Misuk ngay từ lần đầu khi thấy cô. Sau vài ngày quen nhau, anh cũng biết rằng cô thay vì giả làm phù thủy trong ngôi làng biệt lập này một mình, chi bằng cùng anh ra ngoài sinh sống. Misuk vốn cũng thích Guji ông, nhưng cô cảm thấy bên ngoài chiến tranh liên miên thật quá nguy hiểm. Chuyện đã đến nước này, Guji ông đành nói ra sự thật với cô rằng chiến tranh đã kết thúc từ lâu và trưởng thôn không cho anh nói với mọi người. Misuk biết vậy thì đồng ý và hứa đi cùng cha con Guji ông. Ngày hôm sau, với đôi mắt thâm độc, trưởng thôn đã phát hiện ra chuyện tình cảm của hai người họ. Trưởng thôn cảnh cáo cô rằng không được rời khỏi làng này, cô phải tiếp tục làm phù thủy của ông để giúp ông quản lý thôn làng. Nếu dám rời khỏi nửa bước, kết cục sẽ rất bi thảm. Misuk sợ tới mức gật đầu lia lịa, không dám phản kháng chút nào bởi vì cô đã nhìn ra sự hung ác của trưởng thôn. Ngôi làng nơi họ từng sống không phải ở đây, mà là một nơi bên dưới có giao thông tương đối thông suốt. Vì một số người trong thôn làng mắc bệnh phong, nên trưởng thôn đã tàn nhẫn đuổi họ lên núi. Một phù thủy phụ trách chữa trị trước đây, và những người bệnh phong đã xây dựng một ngôi làng trên núi, và đó chính là nơi này. Sau đó chiến tranh đã ảnh hưởng đến dân làng dưới chân núi. Họ dưới sự lãnh đạo của trưởng thôn vào trong núi lánh nạn. Nhưng họ từng bỏ rơi những người mắc bệnh phong, hiện giờ quay sang nhờ vả sao lại mặt dày như vậy. Mụ phù thủy và những người khác kiên quyết không đồng ý, nhưng trưởng thôn ngay lập tức lén nhéo một đứa trẻ khóc. Nghe tiếng trẻ khóc, những người bệnh phong cũng ngủi lòng và đồng ý cho họ ở lại đây. Nhưng sau khi yên ổn chỗ ở, trưởng thôn và những người khác lại trở nên độc ác, không muốn sống chung một nhà với người bệnh phong. Thế là từ khách thành chủ nhốt tất cả người bệnh phong lại, nhốt họ kéo dài cả tháng trời. Khi mở căn phòng tối om ra, cảnh tượng bên trong khiến mọi người kinh ngạc, vẫn còn người sống sót mặc dù hầu hết đã chết đói hoặc bị chuột ăn thịt. Nhưng mụ phù thủy với lòng oán hận sâu sắc đã sống sót đến bây giờ, cũng không biết làm thế nào để sống sót, chỉ là bà ta không còn là con người nữa. Đối mặt với những dân làng vô cùng độc ác này, mụ phù thủy đã hy sinh mạng sống của mình thốt ra lời nguyền rủa. Trưởng thôn nghe thấy không hề sợ hãi, cho lửa đốt cháy rụi mụ phù thủy chết rồi còn muốn nguyền rủa ai nữa. Ông đẩy mụ phù thủy vào trong nhà nhỏ và đốt cháy. Cũng chính lúc đó, những con chuột đã ăn thịt người bệnh phong trong căn nhà tối tăm, bị lửa đốt chạy toán loạn lần lượt chui vào trong làng. Từ đó trở thành nạn dịch hạch. Vì thế đối mặt với một người đàn ông tàn nhẫn như vậy, Misuk làm sao dám chống cự lại. Hơn nữa mặc dù trưởng thôn không mê tín, nhưng cũng không đỡ nổi khi dân làng mê tín. Để xoa dịu sự hoang mang trong lòng của mọi người, trưởng thôn đã sắp xếp Misuk đóng giả làm phù thủy, sử dụng phép thuật để đánh bại phép thuật. Nếu một ngày Misuk bỏ trốn, chẳng phải ngôi làng này sẽ tan tành hay sao? Nhưng như người ta vẫn nói, tình yêu khiến con người mù quáng. Trước sự dịu dàng ấm áp của Guji ông, Misuk vẫn không kìm lòng được sẵn sàng rời đi cùng anh. Nhưng với điều kiện là Guji ông không được đi lấy tiền công, Guji ông sao có thể đồng ý chứ? Tiền công đã được thỏa thuận từ trước, sao có thể bỏ qua số tiền lớn như vậy được? Số tiền này anh có thể khám bệnh cho con trai mình. Misuk biết rằng Guji ông sẽ không lấy được tiền một cách suôn sẻ, nếu anh khăng khăng lấy tiền thì cô sẽ không rời đi nữa. Cô nhắc nhở Guji ông rằng những người ở đây khác với những người bên ngoài, họ đều là những người đã phạm tội để tồn tại. Guji ông không hiểu ý của Misuk, vẫn kiên quyết đi lấy tiền công. Chỉ đơn giản là diệt lũ chuột thì được lấy đi số tiền cả một con bò trong làng. Lúc này dân làng đều có chút bất đắc dĩ, không được, anh ta không đáng nhiều tiền như vậy. Trưởng thôn yêu cầu Guji ông đến đó để xem tại sao có một con mèo chết, điều đó có nghĩa là nạn dịch hạch vẫn chưa dứt hẳn. Khi Guji ông đốt thuốc khói diệt chuột lần nữa, phù thủy cũng đã làm phép theo. Anh làm thế nào để chứng minh rằng mình đã diệt chuột? Guji ông không ngờ rằng trưởng thôn sẽ trở mặt nhanh như vậy. Những người dân làng ngày hôm qua vẫn coi anh là anh hùng, bây giờ tất cả mọi người đang nhìn với ánh mắt lạnh lùng, nét thờ ơ không thể diễn tả trên khuôn mặt của họ. Bản chất xấu xa của con người được phơi bày hoàn toàn. Từ góc nhìn của trưởng thôn, một vị khách đến đã phá vỡ sự yên bình của ngôi làng và khơi dậy sự tò mò của dân làng. Mặc dù thế giới bên ngoài vẫn còn chiến tranh, nhưng một số người vẫn khao khát tự do, chưa kể ngôi làng đã bị bao phủ bởi một lời nguyền và họ muốn ra ngoài, vì vậy trưởng thôn phải cố gắng hết sức để cầm chân mọi người, dập tắt mọi suy nghĩ muốn ra ngoài của họ. Rốt cuộc mọi người ở lại trong làng, ông mới là vị vua tối cao, vì thế trưởng thôn hạ quyết tâm trói chặt mọi người vào xe của mình một lần nữa. Khi Guji ông ngoan cố đi lấy số tiền trên bàn, Nam Su đã không chút do dự chặt đứt ngón tay của anh.
Sau đó trưởng thôn đổ đồ trong chiếc túi của Guzion ra trước mặt mọi người, không ngạc nhiên khi lấy ra một bản đồ đến Seoul đủ để chứng minh rằng Guzion là điệp viên. Điệp viên là gì chứ? Guzion đã lâu không nghe thấy từ này. Nhưng dân làng vẫn còn ấn tượng sâu sắc về những ngày đó. Họ không muốn trải qua giây phút hoảng loạn đó nữa, liền trở nên giận dữ và dần mất đi lý trí. Hôm đó đốt khói ở đầu làng là chứng tỏ để báo vị trí cho địch. Lúc này Guzion muốn thanh minh nhưng không một ai lắng nghe anh nói. Không lấy tiền cũng không được, dân làng đều muốn ăn tươi nuốt sống anh. Mặc dù bản chất của họ là tốt bụng, chất phác nhưng họ cũng muốn giết người. Đây chính là sự lợi hại của kẻ xấu, nếu lắc lư thì sẽ bị què. Mi Súc đến muộn đã hoảng sợ bật khóc. Để không bị liên lụy, cô đành xác nhận Guzion chính là điệp viên. Tuy rằng cô không biết điệp viên là gì cũng không biết ý nghĩa của việc làm điệp viên trong ngôi làng rách nát này. Guzion khóc trong câm lặng, muốn chống cự lại nhưng lại bị Nam Su đánh một gậy bất tỉnh. Không lâu sau mọi người phát hiện rằng Mi Súc vừa rời đi ăn mặc như một phù thủy, người đầy máu xuất hiện trở lại. Miệng không ngừng nói rằng vị thần đã đến, vào ban đêm liệu trẻ em đã chết hoặc còn sống. Đây chẳng phải là lời nguyền của bộ phù thủy trước khi chết hay sao? Nhìn thấy cái chết đột ngột của Mi Súc, dân làng không khỏi hoảng sợ. Chẳng lẽ Guzion chính là người ở trên cao mà mụ phù thủy nói hay sao? Để ngăn lời nguyền ứng nghiệm, trường thôn đã lén đầu độc một nắm cơm sau đó để Nam Su nhét vào trong túi đồ của Guzion. Rồi họ đưa hai cha con đến cổng làng, nói rằng người trong thôn làng đều là người lương thiện, không thể làm chuyện nhẫn tâm, hôm nay sẽ thả hai người đi. Thì ra trưởng thôn biết hai cha con Guzion nhất định sẽ chết. Ở nơi khỉ ho có gáy này, hai người họ sẽ không thể đi đến ngôi làng nào khác trong 2-3 ngày tới. Cha con Guzion đói bụng chắc chắn sẽ ăn cơm nắm, cho nên nhất định phải chết. Sợ dân làng nuốt lời, hai cha con vội vã chạy suốt đêm, đến rạng sáng cuối cùng cũng kiệt sức không đi nổi nữa. Guzion vừa bị thương vừa mệt đã ngủ thiếp đi. Lúc này Dong Nam phát hiện cây sáo đã biến mất, nên lén chạy về làng lấy cây sáo ở nhà trưởng thôn. Khi Guzion tỉnh dậy, anh bất ngờ phát hiện ra một con sóc đã chết bên cạnh mình. Hóa ra con sóc đã bị trúng độc chết sau khi ăn trộm nắm cơm. Nhưng tại sao nắm cơm chỉ còn một nửa? Trên đường đi Dong Nam đã ăn một nửa nắm cơm có độc, đi chưa được bao lâu đã chết vì ngộ độc. Khi Guzion tìm thấy con trai mình, anh hoàn toàn chết lặng, ý nghĩa của cuộc sống đã bị cướp mất. Guzion hoàn toàn tuyệt vọng, vì vậy anh cũng có thể không sống nữa. Anh chất củi lên đặt thi thể con trai lên đó, nói với con trai bằng đôi mắt lạnh lẽo, hãy đợi bố, bố sẽ sớm gặp lại con. Sau đó đốt củi lên, rắc lên ngọn lửa những bột thuốc màu vàng và trắng, khói đặc cuốn cuộn bốc lên dần dần bao trùm thôn làng bên dưới. Guzion đến cống đào một cái lỗ và nhìn thấy những con chuột đói ăn thịt lẫn nhau bên trong. Nói rằng ta sẽ trả lại các người gấp bội phần thế này. Sau đó rắc bột thuốc trắng lên người, dùng đá đập xuống bàn tay mình rắc vết máu dọc đường. Rồi nói ra tâm nguyện với lũ chuột rằng chỉ cần giúp ta báo thù, thân thể này cũng là của bọn mày. Guzion vừa thổi sáo vừa đi trên con đường đẫm vết máu, vô số con chuột đói chạy theo sau anh. Đúng lúc này khói gây buồn ngủ mù mịt đã bao trùm cả thôn làng. Dân làng cũng không ngừng bị ăn thịt trong trạng thái mê man, nhưng không thể nào tỉnh dậy được. Đau đớn mà không thể nào tỉnh dậy là một cảm giác đau khổ đến thế nào. Lũ chuột của Guzion đã phát động cuộc tổng tấn công, càng lúc càng có nhiều chuột tràn vào làng. Do nhà của trưởng thôn nằm ở vị trí cao nên tạm thời chưa bị ảnh hưởng. Ông ngẩng đầu nhìn lên trời, trăng đã bị khói che khuất, chẳng lẽ lời nguyền đã ứng nghiệm. Nhưng ông không hoảng sợ. Đến mật thất lấy ra vũ khí bí mật là một thanh kiếm Nhật, trong tủ còn có một bộ quân phục Nhật. Hóa ra trưởng thôn mới là kẻ từng là điệp viên thực sự, sở dĩ không dám ra khỏi thôn làng là vì sợ bị người bên ngoài xử lý. Trên đường khắp nơi đầy chuột, trưởng thôn tìm thấy Guzion. Guzion lịch sự chào hỏi ông, đây thực sự là một lời nguyền giết người hay sao? Hay là do ông quá tham lam luôn âm mưu hại người khác với những suy nghĩ xấu xa? Chúng tôi đã đi rồi, tại sao lại còn muốn làm hại? Trưởng thôn muốn bỏ chạy, nhưng vừa quay lại đã nhìn thấy lũ chuột đói với đôi mắt phát sáng. Ông trèo lên xích đu, nhưng với tiếng sáo của Guzion, lũ chuột lần lượt trèo lên xích đu và trưởng thôn ngã xuống. Cuối cùng bị gặm nhấm đến không còn gì. Sau khi trời sáng, bọn trẻ phát hiện người lớn đã biến mất. Đang lúc hoảng sợ bối rối, thì nghe thấy tiếng sáo của Guzion du dương êm ái, chúng bị thu hút vào cống. Họ đều nói rằng những sai lầm của người lớn đã giết chết tất cả những đứa trẻ. Có người nói rằng không còn con chuột nào trong cống nữa. Guzion có thể đang cứu những đứa trẻ, nhưng anh không chỉ dùng tảng đá chặn cửa cống, mà còn dùng viên đá nhỏ để cố định nó lại. Đây không phải là muốn nhốt bọn trẻ trong cống để tự sinh tự diệt hay sao? Ý nghĩa của đoạn kết này là gì đây? Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.